Xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ hiện tại mình ở đây, mình đã thấy có một tổ ong cá treo lấy nụ này. Đó, ở hướng bay của nó. Bay thế thì đi vào trong kia nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi quay xem ong cá này là ong treo hay là ong vào gốc cây nhá. Như theo mình dự đoán thì là ong treo nhá, bởi vì mình thấy ong nó bé quá. Bây giờ mình sẽ đi quay ong cho các bạn xem nha. Và đây sẽ là sản phẩm mình muốn giới thiệu cho các bạn nhé, là một tổ ong cá treo nhé. Đó chính là tổ ong cá treo nha các bạn nhé. Ong cá thì không thấy, nhưng mà lại thấy một tổ ong bò bé nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi bắt về để nuôi nhá. Đó, ong bò bé vào đúng cái chỗ này này, mình chỉ tay này. Thấy quân của nó cũng đi đi về về thì cũng khá đông rồi, nhưng mà không biết tổ nó có to không nhá. Đầu mùa chắc không to mấy đâu. Bây giờ mình sẽ đi xem nhá và bắt nhá. Đây là tổ ong bò vé của mình nhá, bằng nắm đấm thôi nhưng mà cũng bắt về rồi. Bởi vì để đây thì không đến lượt mình bắt đâu nha các bạn nhá. Khoảng hơn 10 quân rồi, cũng thấy khá nhiều. Còn đội con ong chứa là mình bắt được nhá. Ong chứa bây giờ đang tìm ở ngoài này. Đó thế tổ của nó ở trong nhưng mà nó không biết đường vào nha, bây giờ nó đang tìm kiếm nha. Bây giờ mình sẽ ở đây đợi khi nào ông chứa vào thì mình đi. Và đây tất cả đều là các thành quả của mình nha các bạn nha. Có hai tổ này. Đó. Ông bỏ vé bên mình bây giờ chỉ bằng đây thôi nha các bạn nha. Hôm nay mình đi tìm được hai tổ này. Bây giờ mình sẽ treo một tổ các cành này nha các bạn nha. Đấy, chỗ này rất là thích hợp ong nha. Đó. Lại treo một tổ cây này. Hai tổ nhá. Đây mình treo thêm một tổ ở đây nhá. Chỗ này thì cũng gầm râm thôi. Nói chung là cũng vừa, không bỏ vé đi. Đó, mình đem lên đây. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem một tổ nữa. Hôm nay mình theo đi farm mình thấy nha. Không biết tổ to hay tổ bé. Đây rồi.